22 22. Hello mọi người nhá. Hôm nay mình lại có một cái con ắc mới này. Con ắc này ở bên server 32 30 gì ta. Để coi. Server 32 nha. Server 32 hình như cũng hôm nay không biết được mấy ngày nhỉ. Để coi thử coi là coi chỉnh cho chính xác. Ở đây VIP 2 rồi, nạp vô 157.000. Ôi trời ơi mắc. Ta nát đại già không. Bạn đấy kêu mình là vào trong này sửa ạc, ok thì mình cũng sẽ tiến hành vào trong này coi là úp được lực chiến gì úp, sửa tìm cái gì được tìm. Cũng không sao cả. Ở đây là trong hàng ngày coi nè. Trò chuyện phát ngôn, bạn này chưa có trò chuyện phát ngôn ở trên kênh thế giới, làm luôn cho bạn ấy luôn. Thì bạn này cũng cần phải là nhấn đại đại vào trên kênh thế giới một lần nha. Để cho lấy đủ full luôn. Ủa tính là cũng đâu cần thiết đâu ta. Ủa tính là cũng đâu cần thiết đâu nhỉ. Bạn tên nội đạo này, bot tập thể này. Đủ. Cái này chưa đánh bot này. Yêu giới, yêu giới. Ô bạn này cũng chưa vào yêu giới luôn. Ồ càng thế. Nó không sao, cái này từ từ cũng được, cái này chủ yếu là săn boss thôi. Nhưng mà săn boss thì nó cũng ra đồ mà. Mình coi phần triệu hồi coi. 73 lần. Mà trong này có lễ hội nè mọi người. Các bạn có hiểu ý mình nói không? Kim Nguyên Bảo thì nhiều, tên Ngọc thì hết. Bạn ơi, bạn có gì á, bạn tích tên Ngọc vào khoảng vài ca, một vài ca. Để có gì khi mà xảy ra chuyện gì mình còn. Ủa cái này đủ luôn. Nhiều khi xảy ra chuyện gì á là cũng còn có cái mà xoay sở. Nhiều khi không xoay sở lỗi đâu. Bạn này hầu như có cảm giác làm xem clip của mình sao á là có cày theo bắt của mình. Chờ cái này. Nhưng mà ở đây là bị lỗi cái là bạn này có từng quay lẻ nha. 73 này. 7 lần đó mà quay vào lần này thì cũng ra ngon rồi. Qua yêu tháp coi. Yêu tháp 54 ải à. 54 ải tính ra cũng được đúng không? Cũng đâu khỏi là gì và này nọ lắm đâu. Thôi bạn ơi, bạn cố gắng đi cho mình là cái yêu tháp này nha. Để khi mà mình có xảy ra chuyện gì á, với lại là úp được chiến á, là trong mấy cái rương này này, nó cũng là một phần gắn, phải nói là không phải là gắn nặng đâu mà là được chiến cũng là cần thiết đấy. Nên thành ra lên phải lúc là cũng phun được yêu tháp hàng ngày được thì càng tốt, còn không phun được thì chẳng sao cả. Nhưng mà được cái là mình đi càng nhiều à, càng cao càng tốt. Chứ tình trạng của bạn hơi bị thọt ở trong phần yêu tháp này nha. Mình cũng chưa tìm ra được là ở hình như ắc này là ngày thứ ba rồi. Tại vì nãy mình coi 11 ngày mà. Boss VIP đánh đi bạn ơi. Một mẹo cơ bản khi mà chơi cái con game này á, là bạn thấy cái chỗ nào mà dấu chấm đỏ như vậy, bạn nhấn hết cho mình. Vào trong đó coi kiểm tra. Ô 50 lượt này. Boss 16 lần. Ơ cũng được, cũng siêng ra đánh boss chứ, đâu phải không siêng đâu. Bót nhiều người siêng đánh là được rồi. 13 giờ Tu La Địa Cung. Đi đánh luôn bót này nha. Như bạn đang làm rất là tốt đó, là cứ đi ra bót này nó sẽ 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần. Bây giờ lần tiếp theo nó rơi vào là khoảng 10 giờ. Nếu mà mình quay clip tới 10 giờ mình sẽ đánh bót cho bạn luôn. Đủ, cũng căng. À đủ. Về mặt bảo khố thì bạn làm ơn bạn tích cho mình 250 cái này nha. Để có gì bạn sẽ lấy được một con boss. Nói chung là một con tướng UR. Cái tướng UR rất là cần thiết nha. Thì bạn cố gắng làm sao mà bạn làm như mình này. Nhiệm vụ này bạn cày hết được như vậy là tốt. Thật ra không phải là không tốt đâu, cày rất là tốt. Nhưng mà cái phần UR này đó,
cái này là bạn đừng có đổi cho mình nha. Có mấy cái avatar này hình như là đổi trước cũng được mà đổi sau cũng được, đổi nó làm vậy. Avatar để chép mà. Bạn đổi cho mình, cứ cày đi, đổi trước cho mình cái này. Rồi xong cái này đổi sau. Rồi sau nữa nếu mà còn ổn hơn nữa thì bạn đổi cho mình mấy cái khác cũng được. Thì trong trường hợp này á, bạn đổi cho mình mấy cái này cũng được. Về sau này mình mới xài chứ không có xài ngay đâu. Hiện tại giờ mình chưa thấy là gọi là ai mà dưới 7-8 triệu được chiến thì chưa thấy có khả năng xài được cái này. Mình nghi ngờ đang là VIP 5 á, bậc 5, bậc 6, chuyển trên 5, chuyển 6 mới xài được. Hà Quang nhân vật chính à. Ồ, bạn này mà mua không mua gói này. Kệ không sao. Tùy theo mỗi người mua gói thôi. Gói chí tôn này. Đủ cái cũng tốt đấy chứ. Cái này nãy mua đúng rồi này. Khoan, mua cái này để nâng nha bạn ơi. Dừng ngay cái trường hợp nâng, mua cái mấy cái này để nâng. Chưa cần thiết đâu. Tại vì các bạn biết sao, những cái này á, các bạn lên ngay các bạn cũng chẳng đủ điểm để mà nâng, cho nên là chưa cần thiết để nâng. Để dồn kim nguyên bảo với lại mấy cái đồ lặt vặt và cái khác. Coi, 1 triệu kim nguyên bảo, một tướng UR. Không, cái này là không phải tướng UR, nó nhầm. 50.000 kim nguyên bảo này. Đốt nó. Nếu mà bạn muốn mua cày để cày nhiệm vụ không á, tất kim cương lại á, thì bạn tìm cho mình cái này nha. Mua cái này thì mua, không mua cũng được. Thêm nữa cái này càng tốt. Cái này để đi đánh boss này, mua được cũng được, không được cũng không sao. Cái này chắc chắn phải mua tại vì nó là đồ free. Thì bạn tính đi coi, 50.000, 50 tiên ngọc thì bạn ngẫu nhiên là bạn hơn hoặc là bạn huề cái tiên ngọc này rồi, nhưng bạn ăn lại được cái số vật phẩm này đó, thì coi như là mỗi ngày bạn được free 2-4 5 món, 2.000 điểm này nọ kia nữa. Rồi cộng theo một phần nữa là cái này là free, nó cho free chắc chắn luôn này này. Đủ. Đó là coi sơ bộ thôi. Yêu vương. Triệu hồi yêu vương ổn. Coi thiên viên coi. Đâu sao lại hành hành thử luyện có một lần. Bạn làm thêm cho mình cái yêu đứa này này, tặng quà cho cái này này. Nói chuyện phát ngôn để lấy cái chủ yếu là cái tuyên duyên này, hai cái vé tuyên duyên này này. Mình sẽ tiến hành gọi là làm cho bạn luôn bằng cái này. Thì nói chuyện với cân tuyên duyên á là cái người tuyên duyên của bạn. Rồi bắt đầu là mình nhấn đại đại cái gì thôi. Đó. Như thế là mình xong nhiệm vụ nói chuyện với tuyên duyên rồi. Đó, thấy chưa? Ủa mà tuyên duyên bạn ấy là ai ta? Ngưng Hải à? Tiếp theo là cái nhiệm vụ gọi là tặng quà cho đạo nữ. Bạn cứ nhấn vô, thấy Ngưng Hải không? Đó, nhấn vô cái nút quà tặng này này. Và tiếp theo đó, có bao nhiêu cái bạn tặng hết đi, chủ yếu là cốt là để lấy cái này đây. Cái cốt này là 50 điểm này đây. Mấy cái vấn đề này đi săn boss có nha. Rồi, xong. Rồi tới phần thí luyện thì bây giờ mình chỉ cần lấy một lần thôi được rồi. Đó, xong đánh chết. Ok à. À rồi, bạn này mở mà không, bạn này mở chặng đánh đều. À đây này, mình thấy là cái chữ nhỏ nhỏ, cái chữ nhỏ nhỏ trên này này, thấy ba 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 ba. Ok, mình sẽ thách đấu cho bạn. Đây, lấy được một ít đồ vật phẩm. Bạn đánh thắng hay bạn đánh thua thì cũng được, miễn sao là bạn có đánh cho mình nha. Rồi, qua đồng tu nhận này, nhận đồ.
là bạn ấy được thêm hai nhiệm vụ nữa. Còn vụ hoàn thành đạo nữ này có thể là bạn tích thẻ để 2 ngày đánh một lần được, hay là sao cũng được, nhưng mà mình thì cứ để 3 ngày đánh một lần, tại vì tới lần thứ năm á là phải cắt ra là 4 năm, là lần thứ tư á là bị mất là không có phần thưởng, lần thứ năm mới có phần thưởng. Thì giờ 1 2 3 cũng được rồi, giống như cái này này, 1 2 3 lấy 3 lần liền thì bạn được 750. Còn bạn đánh lần thứ năm á coi như là tốn 2 vé nhưng mà bạn chỉ lấy được 250, thành ra là tính toán chút xíu là cũng được. Về nhắn tăng hoặc cho bạn ấy luôn, cứ tăng trước đi không sao đâu. À mà bạn cũng đừng quên là nhấn vào cái chỗ bảng xếp hạng, cái chỗ tên kênh YouTube của mình này đó, nhấn vô. Bạn vào đây bạn lấy cho mình ít đồ này, thấy mấy dấu chấm không đó, lấy được 250 tiền ngọc. Rồi 10 tiền ngọc đó, là cứ vậy mà lấy thôi. Rồi thế là ổn. Ê, hình như bạn ấy có lấy sao á. Rồi đập cái này, đập cái này chủ yếu là lấy rương này, cái bảo rương này là quan trọng á, biết đâu là mở ra một số vật phẩm ngẫu nhiên, giống như mình hay cày thẻ bằng nó. 19.000 điểm à, đủ căng nha. Thôi xin phép nhá, mình tự nhiên lắm, ai mà được ặc cho mình thì mình tự nhiên lắm. Ở đây này nó ra được chứ tự động rồi, mà không qua được thì cũng hơi bị căng. Kíp 3 đặc quyền, lễ hội triệu hồi. Ủa lễ hội triệu hồi sao còn có 2 giờ ta, hôm nay ngày cuối à? Đủ tính là hơi căng nhỉ, coi như bỏ công cốc rồi, phí rồi. 33 lần triệu hồi nữa, 23 lần triệu hồi. Được rồi, ok. Lịch luyện Vân Du, Vân Du thì bạn làm ơn bạn cũng đi dùm cho mình luôn nha. Khúc chứa này nè, hình như bạn ấy có đi sao? Ồ 6 triệu. Rồi hiểu luôn, 6 triệu à. 6 triệu thì đúng rồi, bị kẹt nha. Bạn ấy có đi Vân Du chứ không có đi, nhưng mà bạn ấy đã bị kẹt thôi. Rồi mình sẽ vào coi cái phần mục boss thưởng chiến đầu. Cái này các bạn nghĩ không quan trọng nhưng mà đối với mình là thấy quan trọng. Rồi suy xét từng con. Rồi con hai đam cuối này, đang có một lượt đánh boss mà, tội gì không đánh, mình cứ giết. Ai nói gì nói, ai chửi mình ngu mình chịu. Nhưng mà được cái là bây giờ là mình cứ đánh. Đủ cũng căng. Tông môn thì cũng có mẹo hết rồi. Ồ nhiều phết đấy nhỉ. Ủ hên thế. Ngon rồi, thưởng chết đâu. Đủ được 5 ngàn nữa. Ê, như mình bị nát mọi người à. Đây là bên hai đúng không? Bên hai xong rồi này. Rồi cái này cũng thiếu luôn. Kệ không sao, có phải ác của mình đâu mình sợ, mình cứ đánh đi. Rồi tiếp tục. Trong quá trình thời gian là gọi là đánh boss thì mình đi tăng mấy cái này. Ô bạn này tăng đều nhỉ, có điều là mở xui thôi. Tọa kỵ ảo hóa này,
Này nâng theo đúng ý mình ghê luôn chứ trời. Ren. Ok. Khảm tự động. Tìm, sau đó tìm. Đây, một đống chưa có khảm được này. À, đủ lên đa 4 à. Ok, mình sẽ khảm từ trên xuống dưới. Đây, đa 4 này nha. 4, 5 gì đó mình quan tâm. Có cái này thì cứ lấy. Chỉnh sửa lại chút xíu chứ nhiều. Nâng được đá 5 à. Đây đá 4 này. Rồi, cái này đá quá yếu. Mình phải nói thật luôn là đá quá yếu. Năm triệu hai bao nhiêu ta? Rồi sắp lên được 5 triệu 3 rồi. Coi như 5 triệu 3 đi. Thưởng chết đầu rồi. Rồi chuyển sinh 4. Để coi chuyển sinh 4 này có lấy được cái gì chưa. Chuyển sinh 5 thì chưa tới rồi. Không sao. Boss. Không có gì cả. Lịch luyện Vân Du. Vân Du thì 6 triệu. 6 triệu hơi đuối. Chẳng lẽ bỏ 300. Bỏ 300 cũng được, cũng không sao hết á. Chủ yếu không bị kẹt là được rồi. Boss tập thể yêu giới này. Đặt bảo tông môn này. Rồi 8 giờ luôn mới đau chứ. À, thật là đúng là đen. Này nhiều khi mình cũng không hiểu là để chi cho nhiều. Được cái rương yêu hoàng này ngon bà cố luôn. À đúng là mình nhiều khi mình thấy mình mở người ta nó hên rồi mình mở vào tay mình nó đen. Rồi bây giờ chỉ mở khi nào mà đến hết bốn cái rương này thôi nha, còn không là không có mở nữa. Rồi hiệp trợ cho bạn ấy luôn. Ủa đâu ta, qua tông môn này, cống hiến được 9k. Trong cái này kiểm tra coi, trong cái này tuyệt đối là không được mở mỗi lần một cái nha, chỉ được mở duy nhất là 10 lần thôi. Đây là chỉ được mở 10 lần thôi nha, không được mở ít hơn nha. Bạn này thì cũng ổn rồi, mình thấy là số lượng boss á là cũng full rồi. Tiến hành mở 10 lần, bỏ qua cho nó nhanh à. Đủ đèn thế nhỉ. Cứ nghĩ kiếm được ít mà không kiếm được thì thôi. Vào kho. Đủ đúng là 3 ngày cùi thật. Thật sự 3 ngày cùi thật. Ặc này mình không quên không hỏi là chủ ặc á là chơi được mấy ngày rồi. Thấy hình như bạn ấy bảo là chơi được 4 5 ngày sao gì ta? Nhưng mà nếu 4 5 ngày thì vậy quá yếu rồi. Sửa thì sửa nhưng mà nhiều cái bị dính quá. Thấy sửa cũng khó. Túi. À quên mất. Quả chứ. 6 giờ chưa lấy. Đủ. Cũng xài hết lượt cần quét luôn mới ghê chứ. À, đi đâu ta? Đừng nói lác nha. Rồi tiếp. Nãy bạn chủ bạn không biết á, bạn đăng nhập vô làm cái clip nó hơi chán chán luôn.
Ngày sau khi là mình lấy được một đống đồ xong á thì ok, ạc vẫn như cũ nha, 529. Để coi nào. Ồ, tính năng đâu có gì đâu. Ồ, có 4 ngày luôn. Đủ hàng ngày. Vân du, lịch luyện này, yêu giới này. Giờ đi săn yêu giới thì phê lắm. 4 phút nữa nè, có boss rồi. Boss thế giới thì mình cũng không quan tâm lắm. Rồi, vô 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 vô. Ủa kỳ ta. Lễ hội ở 77 lần nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Cái gì ở đây? À, có VIP là có lì xì. Có lì xì có nghĩa là và đây cướp được ít lì xì này. Đúng rồi, đây là đồ quần dung luyện. Đồ dung luyện, ok, sao? Cần lên đổi cái gì nữa không ta? 1 triệu linh khí, 1 triệu chân khí. Linh khí với chân khí thường là không có thiếu. Boss này, lịch luyện này. Tính này cũng càng ghê ấy. Vui server mới. Đủ. Kích hoạt một phụ kiện UR. UR đào đâu ra ta? Lực chiến phụ kiện nâng tăng phụ kiện nâng. Đủ tính là căng ấy nha. Rồi tiến hành vào đây gọi là bắt đầu nâng cấp nhẹ nhẹ à, kiếm ít. Nhìn kiểu này là quế rồi nha. 10.800, 10.600, 7.000. Đủ. 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 Căng này nha. Thật sự căng này nha, quế quế nha. Thôi mình sẽ rút hai con này lại. Qua chỉnh cho con này. Đó, nâng 15% luôn. 10.900. Đây 8.100 hả? 8.100 thì thường thôi. SR. Ê, tăng cấp cho nó luôn đi. Trời, kim nguyên bảo nhiều mà nó gì? Quả thích gì ở đây? À không. Rồi. 10.400. Thật ra kho là nó tính theo diện tích của cái lực chiến nó đưa ra thôi, cũng không ảnh hưởng lắm. Còn lên căn vòng này thì ui trời. Ô bạn ấy không đi theo lên căn một đường luôn á. Ai. Thôi đi theo này cho bạn ấy thôi chứ sao giờ. Lộn xộn chắc mình đi lấy lên căn cho bạn ấy quá. Một triệu linh khí ở đây có 10.000, 10.000 đổ 10 lần hết 5.000. Hai. Tính là khó nghĩ quá ha. Mình sẽ lấy cục gạch. Cái cục gạch vuông này, đó, mình sẽ lấy cục gạch này. Bên nào cũng vậy hết á. Cho nên mình sẽ lấy cục gạch. Rồi, cường hóa. Ê khoan, cường hóa 13, 14 vậy luôn đó, hả?
Đủ cày ác chiến thật. Công nhận bạn ấy cày ác. Rồi lại tiếp tục coi coi có viên ngọc nào mình chưa ấy không. Đó biết ngay sẽ có mà. Sát thương bạo kích. Tiến hóa đi, tiến hóa nó đi, tiến hóa nó đi. Đi săn bó rễ nâng đồ tiến hóa, săn đều mới được. Rồi 5 triệu 3 luôn. Tiên duyên có gì ta? Tiên duyên mình không biết là đang có cái gì luôn á. Tông môn đặt bảo. Kho. Đủ. Căng rồi nha. Sáu mươi năm, 50. Đổi lại ít cái đồ bậc 1 này. 5 năm. 5 năm vậy thôi được rồi. 70 năm, 60 năm. 3 sao mà 60 năm, lấy hết. Lấy hết đồ bằng 1. Vậy cho nó nhanh. Ôi giời. Đu, có boss. Mình nói mà, có boss thì mình sẽ vô đánh cho bạn ấy thôi. Ở đây phần sát thương này. Đi đánh boss chủ yếu là lấy sát thương nha. Đó. Sát thương tối đa là yêu cầu là sát thương tới 4 triệu thì mình cứ để đó. Khi nào mà gần 4 triệu á thì mình vô mình đánh là vừa. Mấy 2 triệu 8 à. Biết đâu cái này là vô được cái này được nữa, hên hên ấy, lấy được 100 cái để cường hóa nó cũng được à. Rồi lấy hết, lấy hết. Rồi ngon. Đủ dân lôi nó ghê ta, 900 mấy chục điểm luôn. Rồi được 3 món luôn. Ôi. Đó. Chủ yếu đi đánh boss thế giới á, là lấy cái đồ này thôi, 12 giờ bắt đầu đánh boss rồi. Đủ 900 điểm. Nó 976 thua rồi. Cố gắng lên được cái đồ này bậc 2 thì càng tốt. Má người hầu hơi yếu à. Mình thì mát được hai con người hầu rồi. Đủ. Rồi xong. À, cứ đi đập boss cho bạn ấy đi. Dù gì cũng đang cần đồ gọi là tiến hóa mà. Tranh thủ thời gian này mình sẽ kiếm ít. Được mua cái nón không được gì hết luôn. Chán vậy? Ủa không có điểm cường hóa luôn trời. Ủa bình thường là đi tham gia được 100 điểm mà sao bạn ấy không có gì luôn ta? Quay lăng tiêu qua. Không có một điểm nào luôn. Đủ căng. Con Như Khôi đảo Bồng Lai. Đủ thưởng toàn cầu này. Rồi, không tính năng nào cả. Mới lên được có khoảng 200k lực chiến à. Không đáng. Hai bốn sáu để coi tướng ơi, tướng có gì ổn không, tướng hình như thấy hơi sai sai. Không sao, tướng sai đúng thì cứ để tính sau.
Nói chung tính sai tính đúng gì tính sau hết á, chứ không có làm ngay bây giờ đâu. Bạn này thì tiến hóa chậm hơn mình chút xíu. SR2 này. Đầu. Để con này thì đúng. Cái này đúng nốt. Ông nội ơi. À, là tiền mà kiểu này chết rồi ông nội ơi. Thương thành mỗi ngày đổi lịch luyện càng thế. Thương thành coi có cái gì không? Không có gì luôn. Ác này nếu mà sửa thì tầm 12 giờ đêm sửa là ngon nhất. Còn giờ làm chỉ kéo được khoảng cỡ một vài trăm cái lực chiến thôi, do tất cả các sự kiện nhiệm vụ nó full này đó. Bạn ấy thì chỉ có cái mất mất nó hơi sai sai vào cái mấy cái khoản nhỏ nhỏ thôi. Rồi săn boss thì cũng lấy được cái mảnh rồi. Rồi được hai mảnh luôn. Mấy mảnh nó có rồi không đỡ. Để coi trong cái nhiệm vụ thu tiền tái sinh e quen. Trong thư có gì này? Biết ngay mà, mình biết ngay là chưa phát điểm mà. Thay đồ ngay. Ủa như mình được cái món gì đúng không? Để coi lại cho chắc ăn coi. À, được cái này là máy xem qua. Boss toàn máy chủ thảo hữu đánh bại và nhận thưởng. Ồ. Trong sự kiện này nên đi boss khuya khuya á, nó sẽ có lợi hơn. Ừ. Nhận thưởng nó cao hơn tại vì bình thường khuya là cùng một server ít người chơi, ít người đánh á. Tầm bây giờ 10 giờ đánh là cũng được. Lấy được thưởng của top của server á. Thì ở đây khi mà nâng á, làm ơn là nâng nhẹ nhẹ thôi. Đó. Nâng nhẹ nhẹ nhưng mà nâng đều. Nâng đều là đấu tốt nhất. Đủ nâng lên 5 thì ngon. Rồi, được coi như 300k đi. Tính nhẹ nhẹ 300k lực chiến đi. Đó, được 2.000 điểm nữa, ngon. Về mặt triệu hồi thì nãy giờ vẫn không ra lỗi một mặt. À chết mẹ, nhấn nhầm. Nhấn nhầm nhưng mà có lời. Sự luôn á. Kệ, nhấn nhầm mà có lời là được. Trong vụ này vô tình hữu ý gì mà tại sao cuộc đời mà nó suôn sẻ thế nhỉ? Sao cái bàn tay của mình nó hên thế không biết. Đây được 2.500 lực chiến nữa. Đồ ngon 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 ngon. Rồi để coi thí luyện còn cái gì không. Bảo tháp đề cử 5 triệu 6 này. Ồ xếp hạng chưa lấy này. Cái này full ngon này. Ồ cái này chưa lấy luôn này. Hỏi sao? Bạn quên trong cái mục này bạn ơi. 5 triệu được một con SR nữa mà bạn chưa thèm lấy con SR. Thôi mình lấy luôn. Hay là mình đi từng chỗ một á, mình không đi từng chỗ chắc đuối. Tranh thủ thời gian đánh boss thì mình cũng sẽ tiến hành gọi là đi tháp, leo tháp chút xíu. Bạn này mà leo tháp hàng ngày được thì ngon. Chán không phải leo. Và nó còn 11 ngày nữa cơ. Arc này coi như là mới 3 ngày, hôm nay là ngày thứ tư nha.
Nếu 3 ngày mà rơi vào 5 triệu được chiến thì ổn, nhưng mà ngày thứ tư mà 5 triệu được chiến thì tạm được thôi. Coi là ác này không bị thọt lắm. Không bị thọt lắm cứ không có nghĩa là không thọt nhá. Nhưng mà vậy là ổn rồi, ác này là ổn rồi, không phải là thọt lắm đâu. Coi như 4 đêm. Ắt đủ. Cái gì chuyển sinh 4 mà nhận đồ chuyển sinh 5 là sao ta? Không sao, lấy con này lên là được cái gì đâu. Được vài trăm k được chiến nữa. Không được trăm k không? Rồi, thí luyện để cử 5 triệu này. Ăn được 10 triệu SP nữa. Tướng. Kích hoạt nó lên. Được 56 ngàn lực chiến. Nhận phúc lợi. Đủ. Ngon. Ú. 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 Cũng ổn nha. Không phải là không ổn lắm. Rồi ạc bao nhiêu? Ủa chưa, cái này đã xong đâu. Gì đây? Rồi, nâng cái này luôn. Bỏ cái này đi, vô 10 năm. Rồi, bên này là bỏ mấy con SR nhẹ nhẹ này đi. Lấy con 2 SR. Qua đây lễ hội thì cũng không có gì ngon cả. Nhưng mà có chơi là được. Không lập tiền là được chứ lập tiền hơi chua. Cái con ác này nếu mà đưa cho mình thì cũng tăng cũng ổn ổn thôi chứ không phải ổn lắm đâu. 5 triệu bay được chiến này. Ô vậy là được thêm phát nữa. Chỉ sợ đánh không được thôi. 10 triệu được chiến. Ồ. Rồi. Ác này nói chung là hôm qua lấy, hôm nay luôn. Kỵ vậy ok. Không thấy gì ngon cả. Giờ mình sẽ tiến hành đi tắt. Tắt mấy cái món đồ bậc 1 hôm nay á. Bậc 1 chuyển 1. Chuyển 1. Bỏ hết đồ chuyển 1 đi. Đủ, được 120. Đồ chuyển 1, đồ chuyển 2 thì giữ lại để tắt cái này nha. Thường thì vào kho bang đổi á. Đủ. Rồi. Lộn xộn tí tăng được thêm 100k nữa. Rút, không có đánh nữa, 5 triệu 6 đây cơ mà. Rồi, ở đây coi thử coi. 460. À, bạn này cày never cũng ác thật. Bạn ấy cày hơn mình luôn á. Thật sự luôn, bạn ấy cày hơn mình luôn á. Được 1k nữa. Hai trăm hai năm chủ tuyến à. Vượt ải nè. Đất này đang nhập đang hôm nay là ngày thứ tư. Và qua kỳ ngộ. Rồi sử dụng luôn. Đủ. Đủ. Này có gì đây? UR hả?
Ủa kỳ ngộ còn cái gì đâu ta? Chiến lực không đủ. Kỳ ngộ thì vào trong này là càn quét á, nhấn qua kỳ ngộ thôi chứ không có gì hết. Nhấn vào đây này. Rồi. À, lộn xộn lên được 5 triệu tư chứ không chừng. Ngày thứ tư rồi. Vai tiếp tục là đủ được 10 mảnh thôi. Niệm bùa, niệm bùa, niệm bùa. Yeah. À đủ, ngon, 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 ngon. Lời. Tấn là free vậy là 10 lần cũng được rồi. Sáu mươi hai lần nữa, mai là đủ 62 lần thôi, gì đâu. Rồi. Tiếp tục vào ngự hồn tăng cấp. Trong đây chưa có mấy là phê này. Đó, được 25.000 được chiến nữa. Rồi 5 triệu tư luôn. Đủ. Đưa mình 5 triệu 2, mình đưa lên 5 triệu 4. Cũng được. Thí luyện full nhiệm vụ hàng ngày. Rồi, 7 tướng SR rồi. Ở đây là lên được chữ tự động rồi, nhưng mà nó chưa có báo điểm đỏ là chứng tỏ là bạn đã chưa qua được đâu. Nhưng mà mình vẫn cứ thử cảm giác đó thôi. Cái này nếu mà bạn chơi, bạn tích lại cho mình nha. Rồi lên là được. Sửa ác thì hơi tốn thời gian chút xíu nhưng mà cũng không sao. Giờ mình sẽ tiến hành thử đi tự động rồi. Xe máy bạn ấy đấy đánh được chưa nhá? Và trong cái thời gian gọi là sửa ác đánh tự động thế này á, mình cũng sẽ thử đi yêu thép. À không, nhìn được đam được máu là ra mà. Auto win. Win này đó. Vậy là quay được bình thường nha bạn ơi. Rồi, 5 triệu được chiến. 5 triệu điểm kinh nghiệm, 250 triệu. Ồ, vậy là 50 triệu à. Mà cứ tính là mình phải đi. Ở chết, nhấn nhầm nữa kìa. Ôi trời ơi, nghĩ mà chán. 3.000 mốt, 2.600. Vâng, vậy chắc kiểu này là mình cũng thấy ổn rồi đó. Tạm thời là bạn ấy kêu mình vào sửa ạc thôi. Thì mình cũng đã thấy ổn rồi. Bạn có thể là vào chơi game bình thường. Rồi cày như bình thường, cái này là cũng không phải là thọt lắm đâu nha. Là bạn chưa cày hết công suất của trong ngày thôi. Còn nếu mà trường hợp mà bạn cày hết công suất trong ngày thì bạn cũng như mình thôi à, cũng không có khác gì đâu. Còn trong cái phần phó bản á, phó bản đi thì ải thì bạn cũng đi xuyên qua được rồi, chứ không phải là không xuyên qua được. Thì thôi, chắc clip của mình tạm thời đến đây kết thúc. Mọi người coi nhớ đăng ký kênh, like, share cho mình, ủng hộ mình nha mọi người nha. Thôi, bye bye mọi người là. Bye bye.